Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công cụ level, tức là thiết lập độ cao công trình cho trong phần mềm Formit. Thì trong bài học lần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về công cụ thiết lập vị trí dự án cũng như là giúp các bạn có thể là điều chỉnh để làm sao có thể model cái hiện trạng dự án của chúng ta. Thì để thiết lập cao độ cho công trình trong quá trình làm concept là một điều rất quan trọng, bởi vì nhiều khi chúng ta phải kiểm soát cái cao độ tầng cũng như cao độ công trình để làm concept cho nó tốt. Thì để tạo level thì các bạn sẽ thấy chúng ta có công cụ level, nó nằm bên phải màn hình, nó nằm đây và các bạn có thể kích vào. Chúng ta sẽ thấy có công cụ Add Level và Add Multiple Level. Công cụ Add Level sẽ cho phép các bạn thêm từng tầng một một cách là rất là thủ công như thế này. Đấy. 3.3 chẳng hạn. 6.6. Ok. Muốn nhanh hơn, các bạn có thể sử dụng công cụ Add Multiple Level, tức là thêm một lúc rất là nhiều tầng. Giả sử như ở đây mình sẽ kích vào Add Multiple Level. Hiện tại các bạn sẽ thấy chúng ta có các thiết lập như là How Many Level, tức là chúng ta sẽ thiết lập bao nhiêu tầng. Giả sử mình sẽ cho nó thêm 11 tầng nữa chẳng hạn. Đấy. Và độ cao mỗi tầng mình sẽ cho là 3m3. Mình sẽ kích vào OK. Thì các bạn sẽ thấy chúng ta đã tạo ra được tổng thể 14 tầng, nghĩa là 11 tầng sau này và 3 tầng ban đầu. Các bạn có thể kích vào đây để điều chỉnh thông số độ cao các tầng, hoặc có thể là bỏ đi một tầng nếu các bạn không cần thiết như thế này, kích chọn bỏ đi. Các bạn cũng lưu ý cùng kích vào công cụ Display Level. Và các bạn cũng lưu ý là ở đây các bạn sẽ có mục Visualize, các bạn kích vào chọn Display Level đây. Đấy, nó giống nhau, các bạn có thể thấy. Thì các bạn thấy rằng khi chúng ta tạo level xong, các bạn bảo là mình đã display level rồi, nhưng tại sao vẫn không thấy level nằm trên các công trình này. Thì các bạn thấy rằng bây giờ mình sẽ xây dựng cái khối công trình này lên cao như này chẳng hạn. Ví dụ như là mình cho nó 36 tầng, 36m. Và bây giờ để hiển thị level công trình nó nằm ở đâu thì các bạn cần chọn cho mình cái khối công trình này. Đấy, các bạn kích chọn khối cho mình. Sau đấy các bạn vào mục Properties, các bạn sẽ thấy chúng ta có cái công cụ Use Level và các bạn có thể kích chọn vào đây. Đấy, thì các bạn sẽ thấy level công trình nó được thêm vào đây. Các bạn thấy rằng hiện tại level công trình nó đang bị lỗi ở đây, thì các bạn có thể vào đây để kiểm tra lại. Đấy, các bạn sẽ thấy level công trình nó đang bị lỗi. Thì các bạn có thể điều chỉnh các cái thông số ở đây để làm sao cho nó có thể chính xác. Hoặc cách đơn giản nhất, các bạn có thể xóa toàn bộ nó đi và chúng ta xem lại từ đầu. Ví dụ đây 11, kích OK. Mình sẽ chọn lại cái khối này, mình lại Properties và mình chọn Check All. Nãy là mình sử dụng U Level rồi, tuy nhiên ở đây mình chưa check, mình chọn Check All. Đấy, thì các bạn sẽ thấy chúng ta đã thiết lập được level công trình này. Tương tự với các khối này thì các bạn có thể chọn toàn bộ các khối và các bạn chọn Use Level và Check All. Thì nó tùy vào công trình nó đến độ cao nào thì nó cũng sẽ hiển thị level tầng cho chúng ta. Đấy. Ngoài ra đôi khi có những cái khối, ví dụ khối box, khối box như này. Đấy, hoặc là khối như này. Đấy. Và mình biến nó thành các group thì các bạn sẽ thấy, giả sử như mình sẽ cho nó cao lên chẳng hạn, thì các bạn cũng cần kích vào cái khối này và các bạn cần sử dụng chế độ Use Level này để hiển thị tầng. Đấy, thì đấy cũng là một cái lưu ý khi các bạn sử dụng các group trong Formit. Thì group là gì thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trong các cái bài học lần sau. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản nhất để các bạn có thể thiết lập cái level trong phần mềm Formit. Mình lưu ý rằng cái level này nó cũng rất là quan trọng, bởi khi thiết lập level các bạn sẽ kiểm soát được cao độ của công trình. Các bạn cũng có thể sử dụng level để sau này có thể tiến hành phân tích năng lượng, hoặc khi chúng ta đưa cái công trình concept chúng ta vào các phần mềm khác như là Revit thì cái level này nó cũng sẽ nhận trong Revit. Đây là những cái hướng dẫn cơ bản nhất về level trong bài học hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.